Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Bất Động Sản Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản, thì hôm nay em sẽ đưa cho anh chị đi xem hai căn nhà siêu đẹp ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, rất rất là đẹp và rất là phù hợp cho anh chị nào có nhu cầu mua nhà ở nha. Đó, thì trước khi mà tới cái thông tin của căn nhà thì em xin chúc anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Đó, đây em đưa anh chị đi xem hai căn nhà đây, rất là đẹp anh chị ha. Đây anh chị, nhà đây nó hơi ngược. Nhà này thì hướng đông nam nha anh chị, nhà này là hướng đông nam, rất là đẹp. Đó, tổng diện tích đất của nó là 103 m². Đó, mặt tiền của nó rộng khoảng 6 m nha anh chị. Ở đây thì em có hai căn, em xin phép lưu lại một chút để cho anh chị thấy rõ hơn, thấy nha. Đó, nó hơi chói một chút. Đó, nhà này thì hướng đông nam, hai căn là xây còn rất là mới nha anh chị. Đó, hai căn xây còn rất là mới. Chiều mặt tiền rộng của nó là mỗi căn rơi vào tầm khoảng 6 m. Đó, hai căn đều là diện tích 103 m² hết. Đó, thì trước khi bước vào nhà là cái đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó là cái cửa này là cửa tự động anh chị. Cửa này là cửa tự động, cửa bấm nút, có nghĩa là bấm thì nó mới mở. Đó, cửa tự động hoàn toàn. Đó, em sẽ đi vào quay một căn, mà căn bên cạnh nó cũng như vậy à, nhưng em sẽ quay một căn về căn bên cạnh nó như vậy thôi nha anh chị. Đó, thì bước vào cái không gian đầu tiên đó là cái sân để xe. Cái sân này rất là rộng nha anh chị. Cái sân này không là nếu tính là để được khoảng 2 chiếc ô tô nha anh chị. Cái sân này là phải 30 m² để được 2 chiếc ô tô nha anh chị. Đó, em quên nhé, đường này là đường bê tông rộng, 3 m, 3 m rưỡi lận ô tô đi vào tận nơi. Ô tô đi vào thì cua vào nhà luôn anh chị. Đó, cua vào nhà, sẵn nhà luôn. Đó, thì cái sân này là riêng cái sân này là để được 2 chiếc ô tô. Rất là rộng ha. Và cái kiến trúc căn nhà này á, là kiến trúc mang đậm chất gọi là phong cách nước ngoài, chứ còn mà em nghĩ là Việt Nam thì ít có ai xây nhà phong cách kiểu này. Phong cách như thế nào thì một chút nữa bước vào trong em sẽ nói nhiều hơn. Đó, thì ở ngoài cái khu vực để sân để xe như thế này thì có những cái không gian mà chúng ta trồng cây. Đó, cũng có một ít không gian để chúng ta có thể trồng cây mát. Đó, sân thì cũng có bóng đèn đầy đủ đây anh chị. Đó, rất là sáng. Sân này là để được 2 chiếc ô tô nha anh chị, 2 chiếc ô tô. Đó, bây giờ là cùng em đi vào bên trong xem trong căn nhà có những gì. Rất là đẹp anh chị nha. Căn nhà này em nói thứ nhất là nó thiết kế theo phong cách là khá là Tây. Đó, khá là Tây nên là có thể một số anh chị sẽ chưa thấy được cái kiến trúc này nhiều. Đó, thì khi mà bước vào căn nhà, cái không gian đầu tiên của chúng ta là cái bếp và cái phòng khách rất là rộng. Cái phòng khách rất là rộng anh chị ha. Đó, thì ở căn nhà này thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ. Đó, thì gia chủ thiết kế rất là Tây. Đó, không gian đầu tiên trong nhà là bếp. Ở đây thì gia chủ đã gia cố các cái nội thất dính tường rồi, cũng như là các cái kệ đá như thế này. Cái này thì có kệ bằng đá, có tủ gỗ ốp tường và cái lavabo rửa đồ. Đó, thì ở đây cũng có ổ điện để mà anh chị nào dùng bếp điện này hoặc là dùng bếp từ. Đó, thì có sẵn luôn. Thì ở đây thì đã gia cố cái bếp rồi, đầy đủ rồi, nên là quý anh chị về là chỉ cái việc sử dụng thôi. Đó, đây thì có cái không gian để tủ lạnh nha anh chị. Đây, không gian để tủ lạnh nói chung là set up hết rồi. Ở đây á, nếu như anh chị mà, theo em thấy á, thì chỗ này là làm anh chị biết em thấy cảm thấy thiếu gì không, chúng ta thiếu một cái đồ treo quầy ba xuống thì nhìn nó rất là giống cái ba luôn anh chị, cái bếp nha. Nhưng mà cái không gian nấu bên đây là không gian mà chúng ta làm ba, một cái không gian mà để gọi là treo quầy ba treo trên đây rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, thì đó là tầng trệt. Tầng ngoài ra thì tầng trệt chúng ta còn có một cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ này á thì theo em thấy á là phải có rèm nha anh chị, tại vì cái phòng ngủ này á là nó cửa kính nên là năm nay là phải có rèm. Cái thiết kế này cũng hay, tại vì anh chị biết sao không? Bây giờ là hầu hết là nhà nào cũng có người lớn tuổi, người ta những cô chú lớn tuổi là không có đi lên cầu thang được, thì nên có cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Đó, thì cái phòng ngủ này cũng rất là rộng. Cái phòng ngủ này thì cũng hơn 20 m² đó anh chị, rất là rộng ha. Đó, phòng ngủ tầng trệt, và sát bên phòng ngủ tầng trệt là một cái toilet. Nhà này có 3 cái toilet nha anh chị, 3 phòng ngủ thì 3 cái toilet. Đó, toilet rất là rộng. Đó, toilet là ốp 100% gạch men. Đó, rất là sạch sẽ anh chị ha. Đó,
ấy rất là rộng, không gian ở ngoài là lavabo rửa mặt đó, rất là rộng đó. Thì ngoài ra thì dưới chân cầu thang mà đi lên tầng á, thì gia chủ còn thiết kế thêm một cái không gian giải trí đó, thì trồng cây ở đây. Thì gia chủ không lên chăm sóc nhiều nên là hiện tại thì chị kho không có trồng gì hết. Ở đây thì có một cái rãnh để nuôi cá này anh chị, cái rãnh này là để thả nước vào nuôi cá trong nhà, rất là đẹp đó. Và chúng ta tới cái phần này đó, thiết kế này nó hơi lạ nè anh chị đó, có nghĩa là thiết kế một cái giếng trời rất là lớn ở giữa căn nhà. Giếng trời rất là lớn, thứ nhất là luôn luôn lấy sáng cho ngôi nhà, luôn luôn trong nhà luôn luôn có ánh sáng nha anh chị. Ở trên đó là có một cái lớp kính nha anh chị, anh chị em nó không có trống đâu, ở trên nó có một lớp kính. Nhưng mà trước khi lớp kính đó là có một cái lưới, cái tấm lưới này, cái khoảng không gian này rất là rộng đó. Thì bây giờ chúng ta cùng lên xem chi tiết cái tầng trên như thế nào. Bây giờ cùng em lên lầu đó. Đó, thì không gian trên lầu càng cực kỳ thoáng nữa anh chị. Nhà này là hướng đông nam nên là đâm ra là buổi chiều là cực kỳ mát, buổi chiều lẫn buổi sáng nó cũng rất là mát. Đó, lên tầng thì không gian đầu tiên là phòng ngủ đầu tiên. Ở trên đây thì có hai phòng ngủ nha anh chị. Đó, phòng ngủ đầu tiên toilet, cái phòng hai phòng ngủ ở trên là có toilet khép kín nha anh chị. Đó, toilet rất rộng anh chị, em rất là thích tắm đứng theo hồ múa máy hát ca luôn, rất là rộng. Em rất thích những cái nhà nào có toilet rộng, thật cái tướng em cũng to nên là em rất là thích nhà nào có toilet rộng đó. Thì cái không gian phòng ngủ này cũng làm dây điện gọi là dây chờ sẵn máy lạnh rồi đó. Nên là cái phòng này là view ban công nha anh chị. Đây có cái ban công ra ngoài, cái ban công ra ngoài rất là đẹp, hướng đông nam buổi chiều rất là mát anh chị. Đó, rất là đẹp ha. Đó, xung quanh đây là nhà dân rất là đông rồi. Đó, rất là đẹp. Đó thì cái căn bên này nè, cái căn bên này á là như em nói là có hai căn rồi, thì căn bên này nó cũng như vậy, cái diện tích đất nó cũng như vậy, có điều là cái ban công này nó xây cài ra hơn chút, cái thiết kế này cũng như nhau anh chị. Đó thì nó đây là cái căn phòng ngủ, thì ở cái ban công này có một cái đường luồng thông vào lại anh chị. Đó, cầu thang bên đây mình đi ra cái phòng ngủ bên đây thì nó lại có một cái đường luồng ngay đây đó. Cái không gian mà hồi nãy em nói anh chị là lưới nè đó, giếng trời đây anh chị, rất là lạ anh chị nha, rất là lạ nha đó. Thì cái không gian này bởi vậy mà thiết kế này rất là nó mang đậm chất là nước ngoài á, hơn người Việt Nam mình thì em cũng thấy ít ai xây nhà kiểu này đó. Cái không gian thứ hai là rồi thì cái đây là phòng ngủ thứ hai trên lầu đó. Thì đây lại tiếp tục có toilet khép kín, là mỗi phòng một toilet riêng đó anh chị đó, mỗi phòng một toilet riêng đó. Phòng này thì nhỏ hơn hai phòng kia, phòng này tầm khoảng 17 mét vuông đó, cũng có cái dây chờ sẵn máy lạnh luôn đó. Còn cái không gian này là cái không gian mà để mà máy giặt anh chị, máy giặt có ống chờ đây, ống xả đây đó, rất là đẹp anh chị ha. Đó, khu dân cư. Cái nhà em đang quay này á thì nằm ở xã Diên An thuộc Diên Khánh, nhưng mà anh chị phải nhớ cái phía này Diên An là sát bên Diên Khánh nha anh chị. Diên An là sát bên thành phố Nha Trang, có nghĩa là từ đây mà về lại Nha Trang á là chỉ có khoảng 9 cây thôi, 8-9 cây thôi, rất là gần trung tâm thành phố Nha Trang. Anh chị đi lên chỉ có 8-9 cây thôi là tới về trung tâm của Nha Trang rồi. Nó xung quanh là nhà dân đó. Thì bên đây cũng có một căn nó y như thế này luôn, và bên em đang bán hai căn này. Ở cái thời điểm mà em đang quay clip nè, là mỗi căn diện tích là 103 mét vuông, mặt tiền rộng 6 mét, sổ đỏ 100% thổ cư. Đó là hai căn là một trệt một lầu, ba phòng ngủ, ba toilet. Là hai căn này là mỗi căn là 1.850.000.000. Có thương lượng cho quý anh chị nào thiện chí đi xem trực tiếp, hoặc là những anh chị nào có nhu cầu muốn nhà ở nha. Đó thì ở đây hai căn là diện tích như nhau, giá bán là như nhau và thiết kế là như nhau. Đó thì hôm nay em làm cái clip nó hơi dài đó anh chị, tại vì cái nhà này rất là đẹp đó. Nên nếu anh chị nào thích cái nhà này thì là vui lòng là kết nối với em ở số điện thoại dưới phần mô tả để em tư vấn anh chị chi tiết cũng như là đưa anh chị xem thực tế luôn nha. Đó thì bây giờ em sẽ ra và em cho anh chị xem lại cái căn sát bên đó.
hai căn thì nó như nhau anh chị, nó không khác gì nhau cả. Anh chị mua căn nào thì nó cũng vậy đó. À, như nhau thôi, cũng là cái sân rộng, cũng là không gian đó cũng là như vậy, nói chung là như nhau các anh chị à. Đó thì anh chị nào quan tâm vui lòng là kết nối với em qua số điện thoại dưới phần mô tả để em tư vấn anh chị chi tiết cũng như là đưa anh chị đi xem thực tế luôn đó. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, chúc quý anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Em xin phép là kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi em, anh chị nhớ cho em xin một đăng ký nha, một like một đăng ký coi như đó là cái động lực. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.